Ok, tiếp tục một clip về tựa game Vampire Phone Origin các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đi đánh các cái mê cung ha. Bắt đầu đánh các mê cung. Mình sẽ đánh cái mê cung phía bắc trước các bạn. Ở đây ha. Tổng cộng có 8-9 cái mê cung gì ở map 2 các bạn. Mình sẽ lần lượt đánh tất cả ha. Rồi mình sẽ khởi đầu là ở cái mê cung phía bắc này. Mình đánh cái này là mở khó cái con bét sói trắng luôn. Người ma sói trắng ha. Mình sẽ đánh cái mê cung phía bắc này trước. Các bạn lưu ý khi đánh cái mấy cái mê cung thì chuẩn bị sẵn 5 cái bình máu ha. Tại vì khi vô khu vực này mình không có sự chế tạo máu được này. Nên để dành 5 cái bình máu rồi vào đánh nó mới dễ thắng được. Rồi mình bắt đầu. Ok mình sẽ bỏ qua nha, ta nói là sao. Trời ơi, chuột. Có 297 máu, phải trưởng. Tiếp tục 9k máu. Mấy con đầu nó khá là yếu bạn, lúc sau nó mới mạnh. Tiếp tục 113k máu. Bắt đầu trâu rồi bạn ơi, bắt đầu mạnh rồi đó. Wow. Ok. Chí mạng nhiều là ngon. Ok tiếp tục. Còn 3 con nữa các bạn ơi. Wow, 157k máu. Càng ngày càng mạnh ha. Wisdom hoang dã. Trời không chí mạng phát nào luôn. Phải xui thật. Ok. Rồi còn 2 con nữa là xong bạn ơi. Cái mê cung này nó khá là yếu. Chiến đấu 220k máu. Trời ơi không được chí mạng. Xui. Ok
Ok, còn một con cuối cùng các bạn. Con này là con Francis này. Đó, Francis này, đánh con này là mở khó con bet luôn ha. Mình sẽ mua được cái con này làm bet này. Và nhắn thần thoại các bạn. K máu, khá là trâu đấy. Ok, xong. Wow, khá là nhiều quà. Ok, mở khóa Familia mới ha. Mình đã đánh xong cái mê cung phía Bắc rồi bạn. Xong ha. Khá là nhanh cái mê cung này. Mình thấy là mê cung yếu nhất luôn bạn. Rồi, clip chắc tới đây thôi bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo ha. Mình sẽ đánh những mê cung khác ha. Xin chào bạn.